quân không đầu. Vào năm 1992, khu cư trú chung quanh thành phố Bắc Kinh mới lập, có một hộ ba người dời đến đây ở chưa được bao lâu. Vào buổi chiều nọ khoảng hơn 6 giờ tối, gặp vợ chồng đang dùng cơm tại nhà bếp thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Con gái họ liền ứng thanh hỏi: "Ai đó?" và chạy ra mở cửa. Sau khi cô gái mở cửa xong thì bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi té nhào xuống đất ngất xỉu, mặt lộ vẻ hãi hùng. Cha mẹ vội chạy ra cứu tỉnh con. Khi cô gái tỉnh dậy liền kể: "Con thấy ngoài cửa có một tướng quân mặc khôi giáp thời cổ đại, nhưng không có đầu, làm con sợ chết khiếp." Người cha nghe vậy nghĩ thầm: "Chắc là bọn xấu nào giả dạng như thế để hù dọa đây." Thế là ông liền cầm dao xông ra ngoài xem, nhưng không thấy ai. Ông liền chạy lên sân thượng quan sát kiếm tìm, cũng không thấy gì. Thế là ông trách con qua mắt nhìn sai. Nhưng hôm sau, con gái ông tan học xong, do quá sợ nên không dám về nhà. Cô đành qua nghỉ nhờ bên nhà bà ngoại. Đêm đến, khi ngủ, cô vẫn còn bị ám ảnh nên thấy ác mộng kinh hoàng, hãi hùng tỉnh giấc. Cha mẹ bèn dẫn cô đi khám bệnh, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Trong lúc bối rối, không biết làm sao, thì họ chợt nhớ đến người bà con là bác sĩ Hoàng. Vai chính trong câu chuyện Phụ Thân Cầu Siêu Độ, nơi cuốn Báo Ứng Hiện Đời 1-2. Ông này cũng từng bị quái bệnh, nhờ được hướng dẫn tụng kinh mà trị lành. Bác sĩ Hoàng liền gọi điện cho Quả Lâm là con gái tôi, kể rõ tình hình. Ông vừa thuật xong thì Quả Lâm đã bảo ông: "Lúc chú đang kể thì vị tướng quân không đầu này đã tìm tới đây, hiện đang quỳ trước mặt con nè." Quả Lâm liền hỏi tướng quân vì sao lại hiện ra khiến người sợ chết nhất. Ông bèn kể mình từng ở địa phương này đánh trận, bị địch cắt mất đầu, nên rất cần tìm ra đầu để đầu thai chuyển thế. Quả Lâm bảo: "Ông bị chặt đầu từ thời đó, tính đến nay đã mấy trăm năm trôi qua rồi, đầu bây giờ cũng đã hóa thành bụi đất, làm sao mà tìm được?" Tướng quân không đầu nghe nói vậy thì bật khóc to, lộ vẻ sầu khổ thảm thiết và than là xem như ông vĩnh viễn không có ngày được đầu thai nữa. Quả Lâm bảo ông: "Đừng khóc, chỉ cần ông niệm Phật theo tôi thì Phật sẽ gia hộ giúp cho ông." Nói rồi nó dạy ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vị tướng quân kia chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy một cái đầu kim sắc liền hiện ngay trên cổ ông. Ông mừng rỡ đưa hai tay ôm đầu và nhảy cẩn lên. Sau đó thì một xuống lại Quả Lâm ba lễ tạ ân, rồi đi đầu thai làm người. Sau này đứa bé lớn lên nhất định sẽ tìm đến Phật môn quy y tu hành, bởi vì tướng quân vô đầu kia kiếp trước từng đã có cúng dường Phật, lễ Phật, nhờ nhân lành này mà trong giây phút tuyệt vọng đã gặp được thiện tri thức chỉ ông niệm Phật, nhờ đó mà được tái sinh. Quả Lâm bảo bác sĩ Hoàng: "Cô gái kia hiện thời lòng đã hết hoảng sợ, tối nay sẽ về nhà cha mẹ mình." Quả nhiên tối đó gia đình họ gọi điện báo tin cho bác sĩ Hoàng hay là con gái họ đã về nhà rồi. Qua chuyện này có thể thấy, chí thành niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật quy lực cảm ứng rất hay. Nếu thường niệm danh Phật, công phu chẳng uổng, phúc cũng chẳng mất, gặp lúc nguy nan ắt được Phật gia hộ. Xin kể thêm một câu chuyện nữa. Có bà X là Phật tử nhưng còn ăn tam tịnh nhục, cùng nhóm bạn đồng nghiệp hai mươi mấy người đi du lịch Hoàng Sơn. Đến khi xuống núi quay về thì họ bị một đám thổ phỉ chặn lại, ra lệnh dừng xe. Do vậy, tài xế lúc dừng xe đã nhắc nhở mọi người nên sẵn sàng xả bỏ tài vật để bảo toàn mạng sống. Họ thấy sáu tên cướp xông lên xe, tay cầm khí giới sáng lòe, trừng mắt quan sát khắp xe rồi nhảy xuống, dõng dạc bảo tài xế: "Cút xéo cho mau." Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy một xu chúng cũng chẳng lấy. Sau khi thoát hiểm, biết bà X rất kính tin Phật, họ bèn hỏi thăm: "Hồi nãy thấy bà cúi đầu đọc niệm lầm thầm cái gì vậy?" Bà đáp:
Tôi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Qua việc này, nhiều đồng nghiệp của bà phát tâm quy y kính tin Phật Pháp. Bà ít tính tâm càng thêm kiên định, thể dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường. Hiện giờ là một người nghiêm trì giới luật, tu hành tinh tấn.